Cô chào tất cả các em. Hôm nay trong video này cô sẽ hướng dẫn các em phân tích 9 câu thơ đầu trong đoạn trích Đất nước, trích Trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Các em ạ, mỗi tác phẩm văn học phải là một phát minh về hình thức, khám phá về nội dung. Trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm là một tác phẩm như thế. Ở đoạn trích Đất nước, ông viết về một đề tài không mới nhưng đã có những khám phá riêng, độc đáo. Đến với đoạn trích, người đọc sẽ thấy những cảm nhận mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện lịch sử, địa lý, văn hóa, và điều đó được thể hiện sâu sắc qua 9 câu thơ đầu. Đây là nội dung của 9 câu thơ đầu. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày sửa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu, bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo, cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, xay giã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Thế và để phân tích đoạn thơ này, trước tiên là cái phần mở bài. Thì ngoài cái phần dẫn dắt ở đầu video của cô, thì cô có rất nhiều các cái video hướng dẫn các em viết mở bài. Thì các em có thể xem lại các cái video đó. Thế và ở chỗ này thì cô chỉ muốn nhấn mạnh với các em là cái nội dung sau, là khi các em viết mở bài đấy, thì đề bài yêu cầu là phân tích cái 9 câu thơ đầu, thì các em phải giới hạn cái nội dung nghị luận ở cái phần mở bài. Đến với đoạn thơ, người đọc sẽ thấy những cảm nhận mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện như là lịch sử, địa lý, văn hóa, và điều đó được thể hiện sâu sắc qua những câu thơ sau. Thế và các em trích thơ vào. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Ba chấm, đất nước có từ ngày đó. Thế và lưu ý này, vì đây là một cái đoạn thơ nó hơi dài, vì thế cho nên chúng ta trích dẫn câu đầu và câu cuối. Cái này cô đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Đến phần thân bài, thì đoạn văn đầu tiên của phần thân bài, các em hãy viết khái quát về tác giả và tác phẩm. Ở đây thì cô chỉ khái quát cho các em về tác phẩm thôi. Về hoàn cảnh sáng tác thì Trường ca mặt đường khát vọng được tác giả hoàn thành vào năm 1971 tại chiến khu Trị Thiên và in lần đầu năm 1974. Bản Trường ca viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiếm miền Nam, về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình, xuống đường đấu tranh, hòa nhịp với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thế và Trường ca mặt đường khát vọng thì gồm có 9 chương. Đất nước là phần đầu chương 5 trong bản Trường ca này. Trong đoạn trích, những khái niệm trừu tượng, những tiêu chí thiêng liêng về đất nước đã được nhà thơ thể hiện qua những hình ảnh cụ thể, bình dị, quen thuộc, gợi cảm, những hình ảnh luôn thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Và đoạn trích thì có hai phần. Đoạn thơ trên chính là những câu đầu của phần 1 và toàn bộ đoạn thơ lý giải cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ. Thế và sau khi viết xong cái đoạn văn đầu tiên này thì các em hãy đi vào phân tích chi tiết từng đoạn thơ nhỏ. Và cô lưu ý là một số bạn vẫn hỏi cô về cái phần khái quát nhé. Nếu như bạn nào chưa hiểu mô hình cấu trúc của một bài văn thì các em có thể xem lại đáp án của Bộ Giáo dục, hoặc là các em xem cái mô hình bài văn, cái video hướng dẫn kỹ năng làm bài văn nghị luận của cô để chúng ta hiểu hơn về cách làm bài, biết cách làm bài. Thế và phần thứ nhất là 4 câu đầu, những khám phá mới mẻ về lịch sử của đất nước. Cô chia cái nội dung này thành 3 cái nội dung lớn, cái phần phân tích ấy, thành 3 cái nội dung lớn. Và nội dung thứ nhất là 4 câu đầu, những khám phá mới mẻ về lịch sử của đất nước. Thế và trong 4 cái câu thơ này thì các em phân tích được những nội dung sau cho cô. Thứ nhất là ở đây chúng ta phải phân tích được là đất nước
có trước chúng ta, đất nước có trước chúng ta. Thế và chỗ này các em phân tích cho cô từ ta. Trước hết, từ ta là một cái khái niệm rất là mơ hồ, không xác định. Đó có thể là bất cứ người Việt Nam nào trong bất cứ thời kỳ nào, là chúng ta hôm nay, là con cháu sau này, là cha ông hàng ngàn năm trước, và bất cứ người Việt Nam nào sinh ra đều được nuôi dưỡng, che chở và lớn lên trong cái nôi của đất nước. Và bên cạnh đó thì các em thấy rằng trong cái đoạn trích này, tất cả các cái từ đất nước đều được viết hoa. Và cái ý này các em có thể phân tích ở tất cả các đề. Hai cái từ đất nước được viết hoa đấy, một cách trang trọng, đó là cách nhà thơ thể hiện niềm tự hào và lòng thành kính trước đất nước của mình. Và cụm từ đã có rồi, nghĩa là đất nước có trước chúng ta. Khi ta sinh ra thì đất nước đã tồn tại. Có trở về quá khứ bao lâu đi nữa thì đất nước vẫn là cái đã hiện hữu. Đây chính là sự tồn tại lâu đời, hiển nhiên của đất nước. Đấy là câu thơ đầu tiên. Thì các em phân tích cho cô và chốt lại, đất nước có trước chúng ta. Thế và sau đó thì đến câu thơ thứ hai. Các em thấy rằng là đất nước xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Điều đấy nó thể hiện ở cái cụm từ ngày xửa ngày xưa này. À, cái cụm từ ngày xửa ngày xưa đấy, cụm từ ngày xửa ngày xưa đã khiến ta nhớ đến những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Và trong những câu chuyện cổ tích xa xưa ấy thì có hình ảnh của đất nước, nghĩa là đất nước có từ rất lâu rồi, có trước cả cổ tích, hay nói khác đi là xưa hơn cả cổ tích. Ngoài ra, cái cụm từ chỉ thời gian không xác định ngày xửa ngày xưa này, nó còn gợi ra cái xa xăm của chiều dài lịch sử, vừa gợi cái sự gần gũi, thân quen trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Thế và các em thấy rằng như vậy, không cần đến những sử liệu, không cần đến những con số chính xác và những niên đại cụ thể, thông qua cái thứ thời gian mơ hồ trong trí tưởng tượng của trẻ thơ, tác giả đã nói về lịch sử lâu đời của đất nước, vừa sâu sắc, vừa thấm thía mà lại gần gũi đến bất ngờ. Thế và chúng ta phân tích tiếp này. Đến câu thơ thứ ba, đất nước bắt đầu cùng với các cái phong tục tập quán. Và đây là phong tục ăn trầu. Thế và cái tục ăn trầu này gợi cho chúng ta rất nhiều liên tưởng. Thứ nhất là theo phong tục Việt Nam, miếng trầu tuy không có giá trị vật chất cao nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nó là một nghi lễ tinh thần không thể thiếu, thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp. Và đặc biệt, miếng trầu là đầu câu chuyện giao duyên lứa đôi. Ăn của nhau một miếng trầu, tức là đã nhận lời nên duyên vợ chồng. Cho nên các cô gái xưa được răn dạy rằng không thể tùy tiện mà nhận miếng trầu của chàng trai. Thưa rằng bác mẹ em răn, làm thân con gái chớ ăn trầu người. Vì vậy, trầu và cau là những vật phẩm không thể thiếu trong nghi lễ cưới hỏi của dân tộc ta. Và tiếp nữa, bên cạnh đó, hình ảnh miếng trầu còn gợi nhắc cái sự tích trầu cau, gợi trong tâm trí người đọc những trường liên tưởng phong phú, vị cay nồng của màu đỏ được tạo ra bởi sự hòa quyện giữa các chất liệu trầu, cau, vôi khi ăn, chính là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt, tình anh em gắn bó keo sơn. Đó là biểu tượng truyền thống thủy chung ân nghĩa của người Việt. Thế và các em thấy rằng câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã giúp người đọc nhận ra hình ảnh miếng trầu nhỏ bé, dung dị bây giờ bà ăn, có lịch sử hàng ngàn năm tuổi, là khởi đầu của nền văn hóa Việt, là sự tiếp nối của những giá trị văn hóa đẹp đã có từ nghìn đời. Đến câu thơ thứ tư, đất nước lớn lên, phát triển cùng với truyền thống trồng tre, đánh giặc. Thế và câu thơ này cũng gợi cho người đọc rất nhiều liên tưởng. Thứ nhất là về hình ảnh cây tre. Cây tre là hình ảnh quen thuộc, gần gũi với đời sống thường ngày của người dân Việt Nam, như đũa tre này, giường tre, nhà tre. Thế và trồng tre đánh giặc cũng gợi nhắc
cái truyền thuyết thánh gióng, người dũng sĩ được nuôi dưỡng bởi nhân dân, vươn mình dậy nhổ tre đánh đuổi quệ kẻ thù. Thánh gióng lên 3 tuổi, không biết nói, nhưng khi biết nói thì tiếng cất lên đầu tiên là tiếng nói của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng. Thế và biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã dùng tre để phót trông, làm mũi tên, làm gậy để đánh giặc. Cây tre đã là biểu tượng của người Việt Nam. Nhà văn Thép Mới cũng đã từng nhận xét: tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Và với cái biện pháp tu từ nhân hóa, đất nước được nhìn nhận như một sinh thể có sự trưởng thành, nhà thơ đã phát hiện ra đất nước ngày càng phát triển, trưởng thành, bền vững qua công cuộc dựng nước và giữ nước. Và ở 4 câu thơ này, các em có thể kết lại một cái nội dung như sau. Như vậy, Nguyễn Khoa Điềm đã đem đến cho độc giả những khám phá mới mẻ về lịch sử của đất nước. Đất nước đã có từ rất lâu, bao thế hệ người lớn lên thì đất nước đã có rồi. Đất nước sinh ra, lớn lên, trưởng thành và tồn tại cho đến ngày nay cùng với những phong tục, tập quán và truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc. Và ở những câu thơ tiếp theo, để minh chứng cho nguồn gốc lâu đời của đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã lựa chọn đưa vào những hình ảnh bình dị, gần gũi, quen thuộc, mang đậm dấu ấn văn hóa, văn học dân gian. Chúng ta tiếp tục đi phân tích bốn câu thơ tiếp theo. Bốn cái câu thơ này chính là những khám phá của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước hiện thân trong văn hóa, đời sống thường ngày. Thế và đầu tiên, trước hết là tục bới tóc sau đầu. Bới tóc sau đầu đây là búi tóc thành cuộn sau gáy. Đó là thói quen thẩm mỹ rất riêng của người Việt. Bới tóc vừa thể hiện nét duyên dáng nữ tính, giản dị của người phụ nữ xưa. Tóc ngang lưng vừa chừng em bới để chi dài bối rối lòng anh, vừa thể hiện cái niềm tự hào, tinh thần độc lập tự cường. Dù trải qua hàng ngàn năm đô hộ của phương Bắc, dù chịu tác động mạnh mẽ của nhiều nền văn hóa ngoại lai, nhưng người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống. Thế và mỗi bài thơ hay là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, có khả năng làm sống dậy trong lòng người đọc những liên tưởng phong phú. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn là một câu thơ hay. Sức gợi phong phú của câu thơ này chính là ở chỗ nó không chỉ giúp ta liên tưởng đến ý thơ trong câu ca dao quen thuộc: tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau, hay muối 3 năm muối đang còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay, đôi ta nghĩa nặng tình dày, có xa nhau đi nữa cũng 36.000 ngày mới xa. Và không chỉ có thế, câu thơ còn gửi gắm một thông điệp cuộc sống qua hình ảnh gừng cay muối mặn. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng là một thảm hoa hồng trải dài, mà luôn có những khó khăn, thử thách. Đời phải trải qua giông tố, nhưng điều quan trọng là trước giông tố chúng ta không được cúi đầu. Và quan trọng hơn, trên đời này chỉ có một điều ấy thôi, đó là yêu thương nhau. Lòng yêu thương, tình nghĩa sâu nặng sẽ là nguồn lực tinh thần vô giá giúp chúng ta vượt qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn có nghĩa là dù trong gian khổ, cha mẹ vẫn thủy chung thương yêu, gắn bó bền chặt. Đó là tình cảm vợ chồng rất Việt Nam, càng gian lao khổ ải càng son sắt thủy chung. Đấy. Thế và tiếp đến hình ảnh cái kèo, cái cột khiến ta nhớ đến ngôi nhà truyền thống của người Việt. Đó là tổ ấm cho mọi gia đình đoàn tụ bên nhau. Và cũng từ đó ngôn ngữ được hình thành, từ việc đặt tên cho cái kèo, cái cột đến việc đặt tên người, tên núi, tên sông, người Việt đã dần có tiếng nói riêng. Và cuối cùng, hình ảnh hạt gạo đã đưa người đọc trở về nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Ở đó cây lúa, hạt gạo
là lương thực chính nuôi sống con người. Thành ngữ một nắng hai sương kết hợp với một loạt các động từ xay, giã, dần, sàng đã thể hiện được các công đoạn của quá trình lao động, sự vất vả, gian lao của quá trình lao động này. Qua đây, nhà thơ cũng muốn nhắc nhở thế hệ mai sau hãy biết quý trọng công sức của cha ông, quý trọng công sức của những người lao động vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm nên hạt gạo. Nó gợi nhắc câu ca dao xưa: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Như vậy, quá trình lớn lên phát triển của đất nước gắn liền với sự hình thành nên các phong tục, gắn liền với quá trình lao động vất vả nhưng đầy tình nghĩa của con người. Và câu cuối: từ những khám phá mới mẻ về đất nước trong chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa, nhà thơ đi đến khẳng định đất nước có từ ngày đó. Đó, câu thơ cuối cùng này chúng ta thấy được là cái lời thơ rất mộc mạc, chắc nịch, vừa khẳng định chắc chắn, vừa bày tỏ niềm tự hào về cội nguồn của đất nước. Hơn nữa, cái dấu ba chấm ở cuối dòng thơ kết thúc đoạn thơ thể hiện cái sự xúc động của tác giả, tạo cái trường liên tưởng cộng hưởng của người đọc về lịch sử đất nước. Ngày đó là ngày nào ta không rõ, nhưng chắc chắn ngày đó là ngày ta có truyền thống, có phong tục tập quán, có văn hóa, mà có văn hóa nghĩa là có đất nước. Đất nước hiện hình trong cổ tích, ca dao, trong đạo lý tốt đẹp, trong lao động sản xuất. Vì vậy, đúng như lời bác dặn trước lúc đi xa, rằng muốn yêu tổ quốc mình phải yêu những câu hát dân ca. Dân ca, ca dao là đặc trưng của văn hóa của người Việt. Muốn yêu đất nước, trước hết phải yêu và quý trọng văn hóa nước nhà, bởi văn hóa chính là đất nước. Thật đáng yêu, đáng quý, đáng tự hào biết bao lời thơ dung dị, ngọt ngào của Nguyễn Khoa Điềm. Và sau khi phân tích xong thì các em hãy viết một cái đoạn văn đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Về nghệ thuật thì đoạn thơ đấy rất giàu chất trữ tình chính luận, vừa được viết bằng chiều sâu trí tuệ, bề dày văn hóa, vừa được viết bằng những rung động mãnh liệt của cảm xúc nên rất dễ đi vào lòng người. Lời thơ thì đậm đà chất liệu văn hóa văn học dân gian, hình ảnh từ những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, bài ca dao khiến cho câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm hiện lên vừa mới mẻ, hiện đại, là thể thơ tự do dài đấy mà vẫn gần gũi, thân thuộc như ca dao, như cổ tích. Đặc biệt, chương thơ được viết với hình thức tâm tình của hai nhân vật anh và em, giống như cuộc trò chuyện của đôi lứa yêu nhau. Điều này khiến cho câu thơ giàu tính triết luận trở nên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Về ý nghĩa của đoạn thơ thì đoạn thơ đã đem đến cho độc giả một nhận thức đầy ý nghĩa về đất nước. Đất nước có từ xa xưa, đất nước là của ông bà, cha mẹ chúng ta, của một cộng đồng chung ngôn ngữ, chung phong tục tập quán, chung văn hóa cội nguồn. Đất nước tưởng như xa lạ mà gần gũi, kỳ vĩ và thân quen, hữu hình mà vô hình. Đoạn thơ đã góp phần làm phong phú thêm hình ảnh đất nước trong văn học. Nếu như những nhà thơ cùng thời như Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi tạo ra một khoảng cách nhất định để chiêm nghiệm đất nước thì Nguyễn Khoa Điềm lại nhìn đất nước ở tầm gần. Đến với đoạn trích đất nước, trích Trường ca mặt đường khát vọng, người đọc nhận ra đất nước hiện diện trong muôn mặt đời sống hàng ngày trong mỗi chúng ta. Và sau đó thì các em đi đến cái phần kết bài. 9 câu đầu đoạn trích đất nước đã đem đến cho người đọc vẻ đẹp của một đất nước giàu văn hóa cổ truyền. Severin từng nói, văn học vượt qua mọi quy luật băng hoại của thời gian, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Đoạn thơ trên là minh chứng hùng hồn cho nhận định muôn thuở đó. Hình ảnh đất nước trong đoạn thơ trên chắc chắn sẽ còn làm rung động trái tim bạn đọc nhiều thế hệ.